Con út Đoàn Duy Băng học trường quốc tế 350 triệu một năm, yêu cầu thực đơn riêng, tên món ăn gây sốc. Đến tuổi đi học, con gái út nhà Đoàn Duy Băng và doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ được bố mẹ cho theo học trường mầm non quốc tế liên cấp, nơi mà hai người chị Hana và Zuki cũng đang theo học. Theo chia sẻ, ngôi trường này có mức học phí lên tới 350 triệu một năm. Đầu tư cho con học trường cao cấp, Đoàn Duy Băng tiết lộ bé Bing Bing ngay lập tức hòa nhập rất nhanh. Từ một bé gái ít nói hướng nội, Bing Bing đã bắt đầu hòa đồng với thầy cô trường lớp, thậm chí là tự ăn cơm mà không cần ai hỗ trợ. Thế nhưng những ngày đầu đi học, bé Bing Bing cũng gặp một vài vấn đề. Theo đó, hai ngày đầu đến trường, Bing Bing chỉ bú sữa mà không chịu ăn trưa. Khi được cô giáo hỏi sở thích ăn uống, bé đã được bếp làm riêng khẩu phần ăn khác các bạn. Đoàn Duy Băng mừng thầm vì trộm vía con gái út ngay sau đó đã tự ăn rất ngoan ngoãn. Bất ngờ hơn nữa khi thực đơn món ăn của bé Bing Bing chỉ đạm bạc với trứng luộc, rau luộc và cơm chan nước tương. Ăn đúng món yêu thích, Bing Bing tỏ ra hào hứng dùng sạch bữa trưa mà không cần người đút. Ở nhà ăn toàn sơn hào hải vị nhưng đến trường lại ăn cơm đạm bạc thế này, không biết người bày tỏ bất ngờ vì cách chăm con của vợ chồng Đoàn Duy Băng. Tuy nhiên, khá nhiều mẹ bỉm sữa đồng tình với cách làm này vì trước hết phải tạo được hứng thú ăn uống cho con ở trường theo đúng sở thích như thế. Có vậy, bé mới dễ hòa nhập và không bị sụt cân vì bỏ bữa thường xuyên. Đoàn Duy Băng cũng hé lộ mặc dù gia đình có đầu bếp riêng, menu mỗi ngày đều thay đổi với toàn của ngon vật lạ, nhưng bé út Bình Bình chỉ thích ăn cơm chan nước tương. Đó là lý do cô tôn trọng sở thích ăn uống của con và đồng ý với thực đơn ăn trưa của bé ở trường quốc tế như vậy. Vốn là đại gia lắm của nhiều tiền, vợ chồng Đoàn Duy Băng Nguyễn Quốc Việt còn cực nổi tiếng trong khoản chiều con. Cô thường xuyên đưa các con đi du lịch cùng để cho các con thoải mái phát huy, thể hiện cá tính bản thân. Song cũng có rất nhiều ý kiến tò mò tại sao gia đình Duy Băng không ép các con học như bao gia đình khác. Trước thắc mắc này, bà mẹ trẻ đã lên tiếng. Nhiều người hỏi sao em không bắt con em đi học đàn, học vẽ, học người mẫu, học viết chữ đẹp. Ngay xong mình thắc mắc, ủa tại sao lại phải bắt? Băng nghĩ ngoài học làm người tử tế ra thì mình không được phép bắt con học gì theo ý mình cả. Bởi thuần là con người, ai cũng có quyền lựa chọn và tự quyết định cuộc đời của mình. Các bé thích gì sẽ nói ba mẹ cho học cái đó. Sau này ra đời không biết đàn cũng chẳng thua ai, nhưng tâm lý bị ép sẽ làm hỏng tương lai của đứa bé đó, cô viết. Chia sẻ này của Hot Mom có vẻ đi ngược với suy nghĩ của nhiều người nhưng đã nhận về sự quan tâm lớn. Rất nhiều người bày tỏ đồng tình với quan điểm này của đại gia quận 7. Đoàn Duy Băng, Nguyễn Quốc Vũ kết hôn vào năm 2017, về chung nhà hơn 10 năm. Cả hai có ba tiểu công chúa đáng yêu lần lượt là Linh Đan, hay thường gọi là Hana, An Nhiên, ở nhà gọi là Zuki và cô út Bình Bình. Sinh ra đã ngậm thìa vàng nên các con gái của Đoàn Duy Băng có cuộc sống chuẩn rít kít từ bé. Từ trước đến nay, vợ đại gia không bao giờ ngần ngại trong việc chi tiền cho con cái. Vợ chồng Đoàn Duy Băng còn thuê hẳn 4 người vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho con gái cũng như gia đình mình, hay thuê cả đầu bếp riêng đến từ các nhà hàng nổi tiếng về nấu ăn, dù nhà đã có đến 3 người giúp việc. Dù sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng Đoàn Duy Băng dạy con cách chi tiêu hợp lý. Tất cả những món đồ cần sắm đều phải trong tầm kiểm soát của bố mẹ. Nữ đại gia tâm sự, mỗi lần các bé ngoan phụ giúp mọi người việc nhà thì vợ chồng mình sẽ thưởng cho con đồ chơi và cho các con vài chục ngàn để các bé bỏ ống heo tiết kiệm. Cuối năm sẽ đập heo một lần để mua đồ các con thích và khoản còn lại sẽ mang đi làm từ thiện. Mình thấy cách giáo dục con như vậy sẽ làm cho các con có thêm động lực để rèn luyện bản thân, luôn làm điều có ích cho xã hội và giúp các bé biết quý trọng đồng tiền kiếm được.